Chào cả nhà. Hôm nay còn giới thiệu bánh ít Bình Định. Rồi bánh ít nhá. Cái bánh này ngoài quyền thì ngoài quê quyền ấy thì gọi là bánh gai. Trong Bình Định thì gọi bánh ít này. Đây, bánh trong này gói đẹp này. Đây bánh vừa quyền làm ấy, đang đóng hàng cho khách đây. Bánh ăn ngon lắm nhá cả nhà. Để lát quyền ăn cho nhà xem. Đây, đây những thùng hàng đóng cho khách ấy nhà. Để quyền mở cho cả nhà xem nhé. Đây, đây là gói lá chuối. Có một loại thì gói bằng vỏ giấy nhá nhà. Đấy, nó nhìn trông rất giống bánh gai ngoài Bắc. Bánh gai ngoài Bắc nó lớn hơn mà nó bẹp. Bánh này nó vuông vuông. Nói thử ăn cái bánh ít đấy nha. Đây, bánh ít Bình Định đấy nha. Ở ngoài quyền thì cái này gọi là bánh gai. Đây là nhà, mời cả nhà nhé. Ngon phết, là cũng có nhân đậu xanh với dừa này. Ngọt phết ạ. Mình thì không thích ăn ngọt mà bánh này thì ăn được. Tôi làm hai cái thôi, nhưng mà ngọt quá. Tôi chào nhau nhé.